Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố Văn Đức Hùng, 31 tuổi, trú tại tỉnh Bình Phước, về tội giả mạo cấp bậc chức vụ vị trí công tác. Theo kết luận điều tra ngày 20 tháng 9 năm 2021, lực lượng chức năng phát hiện Hùng đi ô tô đến chốt phong tỏa kiểm dịch số 4 đường Nguyễn Văn Tiên, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa. Hùng mặc quân phục, gắn biển tên Văn Đức Hùng, quân hàm binh chủng đặc công, cấp bậc trung tá. Tại chốt kiểm soát, Hùng tự xưng là cán bộ lữ đoàn biệt động B-29, bộ đội đặc công, đề nghị lực lượng làm nhiệm vụ cho qua chốt kiểm soát. Khi lực lượng trực chốt yêu cầu kiểm tra giấy đi đường và giấy tờ tùy thân thì Hùng không xuất trình được. Vào cuộc điều tra, Công an thành phố Biên Hòa xác định Hùng không phải là quân nhân thuộc lữ đoàn biệt động B-29, bộ đội đặc công. Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận quần áo, quân hàm, quân và biển tên Hùng mua ở một cửa hàng bán đồ tại tỉnh Bình Dương và đặt mua trên mạng xã hội. Mục đích là giả danh quân nhân để đi qua các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19.